即使一双手够多少世人，退敲不到无常的魂，中间跟正邪难从脉搏判断区分，良药也为难要救治这全心，乱世中谁是春风，自退这灵魂的痛，愿跟你睡去再做过温柔的梦，落魄中沉默相拥，常有眼泪来作梗，离别了，仍留下记忆都满足。Đỗ Trọng Khanh có biết cảm giác khi cùng với người mình yêu cách biệt phương trời như thế nào không? Hoàng thượng, can thất sơ chí, khí cơ quốc trì, suy nghĩ ác tổn thần, chỉ càng làm cho lục phủ ngũ tạng của hoàng thượng mất cân bằng hơn. Tối nào trẫm cũng mơ thấy Trân Phi. Không biết Trân Phi có nhớ tới trẫm giống như vậy hay không? Chỉ cần hoàng thượng và Trân Phi nương nương vẫn còn khỏe mạnh, tuy tạm thời xa nhau, nhưng nhất định sẽ có ngày đoàn tụ. Nhưng mà ngày đó trẫm không biết phải đợi tới khi nào đi. Nếu như hoàng thượng mong nhớ Trân Phi nương nương, sao không viết bức thư hàm cho Trân Phi nương nương để biểu đạt tình ý chứ? Đỗ Trọng, Tài Khanh không biết thôi. Bên cạnh trẫm lúc nào cũng có tay mắt của Thái Hậu cả. Đừng nói là một bức thư hàm, ngay cả mang một tin nhắn cho Trân Phi cũng khó như lên trời vậy. Nếu như hoàng thượng không ngại, Đỗ Trọng đồng ý làm người đưa thư. Khanh chịu giúp trẫm thật hay sao? Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, chỉ cần phương pháp đó có thể chữa được tương tư thì đó là bài thuốc quý. Hạ thần cũng chỉ hy vọng có thể chữa khỏi nỗi khổ tương tư của hoàng thượng. Được, trẫm lập tức viết ngay. Trẫm cứ tưởng đâu Đỗ Trọng đây cùng Tôn phu nhân ngày đêm có nhau như chim liền cành, nên không thể hiểu được nỗi khổ không được gặp nhau của trẫm và Trân Phi chứ. Đỗ phu nhân, Đỗ phu nhân, hả? Đang nghĩ đến Đỗ đại phu sao? Không biết hôm nay Hoài Sơn có về được không nữa. Khó nói lắm, lỡ như hoàng thượng bị nhức đầu sổ mũi gì, thái hậu ngủ không ngon giấc, huynh ấy cũng khó lòng đi được. Cô thì sướng rồi, có thể làm chung với Hoài Sơn, lại biết nhiều chuyện của huynh ấy, không giống như tôi. Bình thường huynh ấy về hỏi chuyện gì cũng trả lời vài câu thôi. Thật ra phu thê với nhau cũng không cần hở chút phải biết đối phương đã làm và nhìn thấy cái gì. Phu thê với nhau quan trọng nhất là có thể đồng cam cùng khổ. Nếu không thể cùng hoạn nạn, có giữ cũng vô ích thôi. Lan cô nương, cô không cần lo cho tôi đâu. Tôi tin chắc Hoài Sơn là một phu quân tốt, có thể cùng hoạn nạn mà. Các căng. Linh cô nương. Linh cô nương, sao cô rảnh rỗi vậy? Lần trước huynh đã cứu tôi còn chưa cảm ơn huynh, cho nên hôm nay đặc biệt mang lễ vật tới để cảm ơn huynh thôi, coi như chút tấm lòng của tôi. Những thứ giá trị như vậy tôi không thể nhận được, cô mang về đi. Khách sáo gì chứ, huynh cứ nhận đi. Nè. Cảm ơn. Hèn chi luôn cả mạng nó cũng không màng tới, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Cô nương này ăn mặc có hơi lạ một chút, nhưng mà được cái mông cô đủ lớn, nhìn sơ đã biết dễ sinh nở. Hèn chi A Căng quay cuồng như vậy. Nó dám cả gan cho chọc con gái có phải không? Tôi chọc nó cái đã. Cô học cũng nhanh thật đó. Căng à, con coi kìa, khách đi hết rồi, mau dọn dẹp hết đi. Cô tự nhiên, tôi làm gì cái đã. Con coi đó, chọc hạt đàm dơ quá đi, mau đem rửa đi nhanh lên. Chẳng những chài nhanh còn nhanh trí nữa. Nè, bình thường huynh làm những công việc này hay sao? Phải, tôi ít được ăn học, chỉ được cái sức trâu, tôi không làm chuyện này có thể làm gì chứ. Căng à, con coi nè, chỗ này dơ quá đi, mau dọn đi nhanh lên. Tôi làm gì cái đã. Jack,
Quynh còn nhớ các căn lần trước việc cứu muội bị đâm một nhát vào mông hay không? Quynh nhớ. À, vết thương của cậu ta không đáng ngại gì chứ? Thật ra Quynh ấy cũng đỡ nhiều lắm rồi. Nhưng mà muội có một chuyện muốn Quynh giúp đỡ muội. Nói đi, nếu như giúp được Quynh nhất định giúp mà. Là vậy, con người của các căn trung hậu lại thật thà, võ công cũng khá, nhưng trái lại phải chui rút trong tiệm trật đã làm sai giặc. Muội cảm thấy có vẻ mai một Quynh ấy thôi. Ý của muội là muốn Quynh thu xếp một công việc cho các căn hay sao? Rớt, Quynh đúng là hiểu ý của muội. Sao hả, có được không? Ây, Đức Linh tiểu thư đã lên tiếng rồi. Thực tình Quynh không thể nào từ chối được. Muội coi như Quynh đồng ý với muội rồi đó. Muội thay mặt các căn cảm ơn Quynh trước. Chia. Muội còn thân với người ta lắm hay sao? Giúp đỡ con tới vậy hả? Bước vào hầu môn sâu như biển, coi chừng đó. Bước vào hầu môn sâu như biển gì vậy? Ê, tiểu thư à, cô dậy đúng lúc lắm. Cô khuyên A Căn giùm tôi đi. Nó đòi vô Dương phủ làm thị vệ cẩn thân gì đó. Nè, Dương phủ gì thì vậy gì chứ? Cô còn nhớ lần trước tôi đã cứu Đức Linh cô nương đó không? Cổ gì trả ơn tôi nên đã tìm một công việc ở phủ Thuần Thân Dương cho tôi làm, làm thị vệ cẩn thân. Đức Linh cô nương tức là người lần trước đã cùng cậu bị đám lưu manh bắt đi sao? Ừ. Cổ chứ ai, là người ăn mặc giống như người Tây Dương vậy đó. Căng à, đành rằng con người luôn hướng lên thôi, nhưng quàng thân quốc thích khó hầu hạ lắm. Con người của con lại ăn ngay nói thẳng, không biết uyển chuyển, lỡ như con đắc tội với Dương gia trảm thủ cũng không chừng đó. Mẹ à, mẹ quên mất là con đã hứa với sư phụ là con sẽ cố gắng quản lý Tồn Vân Quán sau. Cho dù là con có chết, con cũng sẽ chết ở Tồn Vân Quán. Phải đó. Xui. Con không nghĩ như vậy đâu. Căng à, nam nhi chí tại tứ phương, có cơ hội hiếm có như vậy, con phải cố gắng nắm bắt. Lần này là tấm lòng tốt của Đức Linh cô nương, nếu cậu từ chối người ta thì không có tình người chút nào. Luôn cả tiểu thư cũng tán thành sao? Đương nhiên rồi. Cậu nghĩ coi, bản thân bất chấp tính mạng cũng muốn cứu người ta. Người ta cố tình tới phủ Thuần Thân Dương tìm công việc này cho cậu. Chà, một bên tình chàng, một bên ý thiếp, xứng đôi lắm. Cậu đó đừng phụ lòng người ta nha. Tôi chỉ là kẻ thô lỗ, làm sao mà xứng với Đức Linh cô nương chứ? Coi đó, nói cũng không ai tin. Cô à, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Căng à, cậu có muốn một ngày nào đó có thể tiến thân không? Nè, cậu cũng không muốn suốt đời chui rút ở đây làm thầy trật đã suốt đời như vậy. Còn nữa, tuổi của cậu cũng không nhỏ, có phải nên yên bề gia thất để gì khác có thể uống chung trà tức phụ hay không? Nếu cậu thật sự được vào phủ Thuần Thân Dương, vậy thì thân thế địa vị của cậu cũng có thể tiếp cận với Đức Linh cô nương hơn. Còn nữa nha, cơ hội gặp mặt được nhiều hơn, cơ hội gần gũi nhiều hơn, vậy thì cơ hội tiến tới càng nhiều hơn nữa. Có đúng hay không? Nghĩ lại đi. Phải đó, Đức Linh cô nương này mong rất to, tướng mạo dễ sinh nở lắm đó nha. Vậy sao? Nè, có điều Tồn Vân Quán chúng ta có một mình cậu Căn là nam nhi thôi, nó đi rồi biết kiếm ai làm mấy việc nặng nhọc đây. Được rồi, chuyện này con sẽ tự lo liệu. Bây giờ quan trọng nhất á là hạnh phúc cả đời của cậu Căn. Không có hình xăm, ngoại trừ mọi người trong cung còn mama hay cung nữ nào không tới học so bóp dây ấn hay không? Ngoại trừ nghỉ phép rời cung, gần như tới đây thì hết rồi. À, ngoại trừ Dư mama không thể tới được. Dư mama? Ừ. Có chuyện gì không thể tới đây được? Bảy phải ở lại Bắc Tam Sở canh chừng Trân Phi nương nương đó. Đỗ đại phu. À, phải rồi, ở trong cung và thái y viện phải gọi Đỗ ngự y phải không? Đỗ ngự y à, có phải Quynh đang đứng đợi nhầm ngự y không? Sao cô biết? Thì chính là nhầm ngự y kêu tôi tới thôi. Cô biết Quynh ấy ăn nhầm cái gì, đi tiêu không ngừng, thật sự không thể rời khỏi nhà xí, cho nên đặc biệt kêu tôi tới báo cho Đỗ ngự y một tiếng đó. Nhầm Quynh ăn nhầm cái thứ gì, tự nhiên sao lại đi tiêu chứ? Ha, thật tình không biết. Biết thì đâu có cho vô miệng chứ. Đi thôi. Đi đâu? Đi chẩn bệnh với Quynh. Cô theo tôi đi chẩn bệnh hả? À, phải rồi. Nè, nhậm người y á đã nói với tôi hôm nay Quynh phải tới Bắc Tam Sở trong Tử Cấm Thành chẩn bệnh, nhưng dựa theo quy định trong cung á thì nhất định phải có người đi theo mới được, cho nên nhậm người y kêu tôi tới theo Quynh ấy, theo Quynh đi chẩn bệnh. Nhậm Quynh đã nhờ cô vậy sao? Bộ có thể là giả sao? Sao hả? Quynh sợ tôi gạt Quynh hả? Nếu Quynh không tin á, tôi có thể cùng Quynh tới nhà xí hỏi kỹ nhậm người y, nhưng mà tôi sợ chuyến đi chuyến về mất thời gian thôi. Vậy đi. Nè, thật ra đường này đi đâu vậy? Thì cùng cô tới Bắc Tam Sở. Nhậm Quynh không nói với cô sao?
Như huynh ấy nói chúng ta đi chẩn bệnh cho Trân Phi nương nương mà. Thì tớ bắt tam sở chẩn bệnh cho Trân Phi nương nương. Hả? Nhưng mà chỗ này... Đi đi, không lẽ kêu Trân Phi nương nương đợi chúng ta sao? Mời vào trong. Nè, huynh đừng nói cho tôi biết đây là Trân Phi nương nương đó nha. Đỗ Ngự Y, người này là... À, đây là phục y sĩ, cổ là cốt y. Cổ theo tôi tới đây học hỏi. Như mama không cần quan tâm cổ. À, như mama, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Đi. À. Vào đi. Hạ thần tham kiến Trân Phi nương nương. Tham kiến nương nương. Không cần đa lễ. Nương nương, nương nương không sao chứ? Nương nương cẩn thận. Không hiểu tại sao đôi chân giống như là không có lực vậy. Nhất thời không thể nào dùng sức thôi. Chắc là nương nương ngồi lâu quá, huyết khí của đôi chân không thông suốt. Lát nữa Phục Linh xoa bóp đôi chân cho nương nương lập tức khỏi ngay. Vị nữ y sĩ đây hình như bổn cung chưa gặp cô bao giờ hết. Tiểu nữ Phục Linh là cốt y mới tới, bây giờ đang ở Thái Y Viện, thay đổi người y học hỏi thêm. Nương nương không có hình xăm. Xong rồi nương nương. Phục y sĩ, đôi chân của nương nương không có gì đáng ngại chứ? Do nương nương ngồi lâu quá nên khí trì huyết ứ, huyết khí không thông, dẫn tới đôi chân bị tê. Có thể nói thông tắc bất thống, thống tắc bất thông. Bình thường nương nương phải cố gắng đi lại. Bình thường bổn cung cũng thường xuyên đi lại. Có điều biết hôm nay Đỗ Ngự Y sẽ tới nên định tranh thủ làm xong bức thêu đó để Đỗ Ngự Y có thể mang về giao tận tay cho hoàng thượng vậy thôi. Thật ra nương nương không cần đông nóng nhất thời. Không được. Nếu đợi lần sau Đỗ Ngự Y tới, không biết phải đợi tới bao giờ đây mới có thể truyền đạt tâm ý của bổn cung cho hoàng thượng biết. Nương nương đối với hoàng thượng đúng là tình thâm ý trọng. Đỗ Ngự Y à, thật ra bình thường huynh thường xuyên lui tới dẫn bệnh cho nương nương là được rồi. Hôm nay cô chỉ thay thế thôi, chừng nào mới tới lượt cô nói nhiều vậy chứ? Nếu không nhờ người thế thân này, không lẽ lúc nãy Đỗ Ngự Y xoa bóp chân cho nương nương hay sao chứ? Đôi chân của nương nương huynh có thể chạm vào sao? Phục y sĩ nói không sai, lần này cũng may có cô ở đây đó. Đa tạ nương nương đã khen. Có nghe rõ chưa? Đỗ Ngự Y. Dạ nương nương. Không biết có phải hoàng thượng có bức thư hàm nhờ ông giao cho bổn cung hay không? Nương nương. Đa tạ. Đừng nói là tôi không cảnh cáo cô. Chuyện hôm nay không được nói ra ngoài, nếu không đầu lìa khỏi cổ đó. Bộ tôi giống kẻ lắm mồm nhiều chuyện sao? Thiệp gian thể phù dung, lan trạch đa phương thảo, thể chi dục phù thùy, sở tư tại viễn đào, hoàng cố dòng cựu hương, trường lộ mạng hào hào. Đồng tâm nhi ly cư, u thương dĩ chung lão. Năm xưa lần đầu tiên bổn cung gặp hoàng thượng chính là mùa phù dung đang nở rộ. Sau đó ngày nào hoàng thượng cũng cùng bổn cung ngắm nhìn phù dung. Bây giờ bổn cung và hoàng thượng cách biệt phương trời, không biết chừng nào mới có được cơ hội bổn cung có thể được tiếp tục ở bên hoàng thượng. Bấy lâu hoàng thượng luôn mong nhớ nương nương. Nương nương phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Phải đó, hoàng thượng và nương nương đều là những người trọng tình trọng nghĩa. Phục Linh tin tưởng người có tình nên duy giai ngẫu. Hoàng thượng và nương nương tuyệt đối không thương xót đến cuối đời đâu. Bây giờ không còn sớm nữa, hạ thần phải tranh thủ về sắc thuốc cho nương nương uống. Hạ thần xin phép cáo luôn. Xin Đỗ Ngự Y đợi thêm một lát nữa. Bổn cung muốn thôi luôn bức quà này tặng cho hoàng thượng. Nhưng mà nương nương, thật ra bổn cung còn muốn thêu thêm một vài đóa phù dung lên. Chỉ tiếc là
thời gian có hạn. Nương nương, nương nương đừng nôn nóng, từ từ theo, theo đến đẹp nhất tốt nhất mới thôi. Đến lúc đó đích thân tặng cho hoàng thượng. Nhưng mà từ nay bổn cung không biết chừng nào mới được gặp lại hoàng thượng đi. Nương nương và hoàng thượng nhất định có thể mau chóng được gặp lại. Chuyện này cứ giao cho tiểu nữ đi. Giao cho chúc thần lo. Thật sao? Chúc thần nhất định tìm mọi cách làm cho hoàng thượng và nương nương mau chóng gặp mặt. Dư mama, vậy thì phiền bà y theo những gì tôi đã chỉ bà hàng ngày xoa bóp cho Trân Phi nương nương nha. Tôi biết rồi, hai vị về thông thả. Tôi thật không hiểu sao cô tốt với Dư mama như vậy, còn đích thân chỉ bà ta xoa bóp. Tốt với bà ta một chút để bà ta hầu hạ nương nương tốt hơn, như vậy không tốt sao? Trân Phi và Dư mama đều không phải là người đưa tin trong cung, thật ra người đó trốn ở đâu chứ? Phục y sĩ ở phục y sĩ, hoàng thượng ở doanh đài, Trân Phi nương nương ở Bắc Tam Sở. Cô làm sao có thể làm cho hai người gặp nhau được chứ? Cách thì nhiều lắm, nhưng tạm thời chưa có nghĩ ra. Sao lúc nãy cô lại nhẹ nhàng hứa với Trân Phi nương nương? Cái gì chứ, bọn họ cách biệt phương trời, ngày đêm mong nhớ lẫn nhau, tội nghiệp lắm, nên mới giúp họ thôi, có gì không ổn chứ? Phục đại y sĩ à, đây là hoàng cung, không phải là nhà của cô. Không phải cô muốn gặp ai thì gặp được đâu. Đỗ đại người y, có thể cùng với người mình yêu đồng sinh cộng tử là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này. Có câu dễ tìm vật vô giá, khó kiếm người có tình, chúng ta cần phải cố gắng giúp họ. Muốn ngâm lòng heo tôi cứ tự nhiên ngâm đi, tôi không sợ chút nào cả. Có thể cùng người mình yêu đồng sinh cộng tử đỡ hơn bước vào nhà họ Đỗ làm thiếp thị, hạnh phúc hơn nhiều. Nè, mặt mày ngơ ngáo ha, có lẽ huynh không hiểu đâu. Nói một cách đơn giản, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, người mắc bệnh tương tư, quan trọng nhất là có thể ở bên cạnh người mình yêu, đó là linh đơn diệu dược, một thang thuốc giải quyết hoàng thượng và Trương Phi nương nương là cho huynh quá rồi. Thôi được, để coi cô làm sao đây. Cô tôi làm sao cái gì chứ, lúc nãy huynh cũng có tham gia nghe mà, tôi tìm được cách, huynh phải giúp cho tôi. Cô tìm được cách mới nói đi. Cái gì, bệnh dịch? Gần đây Đỗ Trọng ra vào doanh đài phát hiện có vài thái giám và cung nữ mắc phải bệnh lạ, do chưa rõ nguyên do, e rằng sẽ bùng phát dịch bệnh. Hy vọng diện sứ đại nhân khải tấu thái hậu, tạm thời đưa hoàng thượng rời khỏi doanh đài. Rời khỏi doanh đài? Chuyện này không phải là chuyện đùa đâu. Chuyện này là do Đỗ Trọng đưa ra, nếu như sau này chứng minh là do lo sợ quá độ, thái hậu chỉ trách Đỗ Trọng lo lắng thái quá, tuyệt đối sẽ không liên lụy diện sứ đại nhân đâu. Đỗ Trọng, cậu đồng ý gánh chịu trách nhiệm sao? Người nào làm đương nhiên người đó phải gánh chịu rồi. Chuyện này không phải là chuyện đùa, để bổn quan bẩm binh mọi chuyện với thái hậu. Cậu chuẩn bị sẵn mọi thứ trước, để ý chỉ của thái hậu tới, chúng ta lập tức đưa hoàng thượng rời khỏi doanh đài. Đỗ Trọng lập tức làm ngay. Nè Đỗ người y à, sao hôm nay có ba người tới vậy? Trời ơi, người y à, hát xì thì quay mặt đi đi, hát xì vào người ta thì mất lịch sự lắm đó. Xin lỗi nha. Nhưng mà nói gì thì nói, với mama gần đây doanh đài đang bị bệnh dịch mà. Trời ơi, đã nói là xoay lưng đi rồi, an toàn một chút, vô rửa mặt thì chắc ăn hơn. Đi. Nhậm ngự y, đi. Dì mama, nương nương vừa mới uống thuốc đã ngủ say rồi, bà đừng vô đánh thức nương nương. Sáng sớm mai tôi sẽ tới chẩn bệnh cho nương nương. Dạ biết rồi. Đi. Nhậm người y, quýnh vào uống thuốc đi. Hoàng thượng. Trương Phi. Cuối cùng Ngưu Lan chất nữ cũng gặp nhau ở cầu U Thước. Hoàng thượng có biết không, thần thiếp cả ngày lẫn đêm bất cứ lúc nào cũng nghĩ tới hoàng thượng. Trầm cũng ngày đêm nhớ mong Trương Phi như vậy thôi. Nhiều khi nhớ tới nửa đêm nửa khuya, Trầm thực sự cầu mong sao? Anh này nè, cô đi đâu? Đi có ở lại đây sao? Không lẽ ở lại nghe hoàng thượng và Trân Phi tình trạng ý thiếp sao? Không thể đi được, chúng ta phải lại canh chừng. Người ta tới làm phiền thánh giá là chuyện nhỏ, lỡ chuyện này đồn tới tai thái hậu thì nghiêm trọng lắm. Nè, ngồi xuống canh chừng đi. Ừ.
Phải rồi, tại sao? Nói trước đi. Ê, hảo nam không đấu với nữ, cô nói trước đi. Nói thì nói, tại sao lần này huynh lại dễ dãi cùng thông đồng với tôi như vậy? Tôi thân là ngự y, hoàng thượng và Trân Phi nương nương đều là bệnh nhân của tôi. Chỉ cần là phương pháp có thể chữa khỏi cho hoàng thượng và Trân Phi nương nương, tôi đều chấp nhận làm thử. Vậy sao? Ừ. Tôi hỏi xong rồi, huynh nói đi. Tôi bị cô chặn miệng lại cũng quên mất rồi. Nhiều khi suy nghĩ lại, người ta thường nói hỏi thế gian tình là gì, đến nỗi phải sống chết có nhau. Không phải mỗi một cuộc tình đều có thể làm cho người ta sống chết có nhau. Thật ra huynh và phu nhân của huynh có thể sống đến ngày hôm nay, hai người hạnh phúc lắm rồi. Huynh phải cố gắng trân trọng đó. Vậy còn cô, lúc trước cô và tình lang của cô cũng đòi đồng sinh cộng tử vậy thôi. Phải rồi, thật ra cô và tình lang của cô đã đi đâu vậy? Lúc đó hai người bỏ đi như vậy đã xảy ra chuyện gì? Liên quan gì đến huynh? Phải rồi, bây giờ chúng tôi giống như hoàng thượng và Trân Phi vậy đó, cách biệt phương trời. Có phải huynh muốn bắt cầu ô thước để chúng tôi gặp nhau không? Tôi quan tâm cô thôi, làm gì hung dữ vậy? Chắc là tình lang của cô sợ cô quá bỏ chạy rồi. Phải rồi, huynh ấy sợ tôi nên bỏ chạy rồi. Bây giờ tôi nhìn làm người vậy được chưa? Huynh khơi lại vết thương cũ của tôi, huynh vui lắm hả? Phải rồi, tôi đã hỏi nhầm cô vậy được chưa? Tôi thấy không có gì để nói cho nên hỏi thăm, nói chuyện chơi thôi. Sao? Tôi cũng tùy tiện trả lời huynh thôi. Tóm lại trong lòng tôi, người đó đã chết rồi. Từ nay đừng nhắc đến người đó nữa. Lão Phật gia giá đau. Thần Di cung nghinh Thái Hậu. Thái Hậu Cát Tường. Trần Phi, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi không an phận ở Bắc Tam Sở, cả gan tự ý tìm tới đây, còn ăn mặc như vậy ra thể thống gì chứ? Thần thiếp biết tội. Bẩm Thái Hậu, Trần Phi nương nương tới đây gặp hoàng thượng giống là do một tay hạ thần sắp đặt. Đỗ Trọng, ngươi chỉ là một ngự y bác phẩm thôi, cả gan tự ý quyết định, biết tội gì không? Hạ thần phụng bệnh chữa bệnh cho hoàng thượng, chẩn đoán được hoàng thượng giống bị bệnh tương tư, là do ngày đêm tương tư làm cho can quốc ngày một nghiêm trọng. Thần nghĩ tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, để chữa bệnh cho hoàng thượng đành phải dùng tâm dược này. Đỗ Trọng, ngươi cũng thông minh lắm, biết dùng ý chỉ của ai gia làm lệnh bài chống đỡ. Hạ thần không dám, xin Thái Hậu tha tội. Còn người này là ai? Bẩm Thái Hậu, nô tỳ là Phục Linh, là cốt y mới tới của Thái Y Viện. Hoàng thượng không hề bị đau cổ đau lưng, tại sao người lại ở đây? Bẩm Thái Hậu, lần này Phục Y Sĩ chỉ là một con cờ bị hạ thần lợi dụng. Trước đó hoàng thượng và Trân Phi nương nương cũng hoàn toàn không biết, tất cả đều là do sự sắp đặt to gan của hạ thần. Đỗ Trọng, ngươi cũng to gan tày trời lắm, tự ý đưa nương nương rời khỏi Bắc Tam Sở, tội lỗi tày trời. Niệm tình ngươi trước đó đã chữa bệnh cho ai gia, bây giờ lại ra sức chữa bệnh cho hoàng thượng, tội chết được miễn, tội sống khó tha. Tiểu quý tử, có nô tài. Đưa Đỗ Trọng ra ngoài, giả miệng 30 cái. Còn nữa, ai gia không muốn nhìn thấy người đàn bà này nữa. Tạ ơn Thái Hậu. Thái Hậu, khoảng thời gian thần nhi ở doanh đài, ngày đêm tập trung suy nghĩ, biết rõ thân là vua của một nước, trị thiên hạ hương bang quốc là quan trọng nhất. Nghĩ lại đại thanh ta nhập quan tới nay, liệt đại tiên đế đều có thể tề gia trị quốc, chỉ có thần nhi ngay cả chuyện tề gia cơ bản nhất cũng không thể làm được, còn phiền tới Thái Hậu lo lắng cho thần nhi. Thần nhi thật sự xấu hổ. Hoàng thượng ở doanh đài một mình tu thiền, có chút lãnh ngộ, không uổng công ai gia đã sắp đặt. Thần thiếp ở Bắc Tam Sở suy xét tội lỗi, đối với những hành vi ngang bướng trước đây cũng cảm thấy hối hận. Hoàng thượng long thể bất an, thần thiếp chỉ hy vọng cố gắng hầu hạ hoàng thượng, giúp hoàng thượng mau chóng hồi phục, không làm lão Phật gia lo lắng nữa. Ngoài ra không mong gì hơn.
mong lão Phật gia cho phép. Đỗ Trọng có nói, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Ai già cho hai người thời hạn một tháng để coi thang tâm dược này công hiệu hay không. Hoàng thượng nên biết, thân là vua một nước, ngoại trừ tình cảm trai gái, còn rất nhiều chuyện quan trọng cần hoàng thượng tự mình xử lý. Hy vọng lần này hoàng thượng không làm ai gia thất vọng. Thần nhi đảm bảo tuyệt đối không làm cho lão Phật gia thất vọng. Đỗ Ngự Y đi vắng rồi. Đỗ Ngự Y, Đỗ Ngự Y à, tôi có đem linh dược trật đã tổ truyền của chúng tôi tới, công hiệu lắm đó, tan bầm giảm sưng cho huynh rất là hiệu quả. Để nó đi, tôi tự thoa được rồi. Trời ơi, huynh nói chuyện ú a ú ớ như vậy nghe không có rõ. Linh dược độc môn của họ Phục chúng tôi phải cộng thêm tay nghề độc môn mới được, cho nên để tôi thoa cho huynh nha. Nè. Trời ơi. Tôi còn rất nhiều y án phải chép, cô để xuống đó thì được rồi, tôi tự thoa. À, nói gì thì nói, hình như hôm nay huynh không cần ở lại thái y viện trực thì phải. Huynh còn ngồi đây ghi chép cái gì chứ hả? Tôi biết rồi, chắc là huynh không muốn về nhà, để Bách Hợp nhìn thấy huynh như vậy lo lắng phải không, cho nên tìm lý do ở lại sao? Liên quan gì cô chứ? Ai nói không liên quan đến tôi, cũng tại tôi huynh mới bị đánh như vậy thôi. Nè, huynh tin tôi đi, thoa xong linh đơn diệu dược độc môn của họ Phục chúng tôi, bảo đảm trong 12 canh giờ nhất định là tan bầm ngay. 12 canh giờ khỏi ngay, có thật không đó? Thoa xong huynh sẽ biết ngay mà. Nè, tôi thoa giùm huynh. Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi tự thoa. Nam nữ thụ thụ bất thân cái gì chứ? Đã nói phải có tay nghề độc môn mới có thể tan bầm mà. Để tôi tự thoa. Nè, huynh là người y mà, huynh sợ gì chứ? Không lẽ huynh không bắt mạch cho nữ nhi sao? Ngồi xuống đi. Thoa thì thoa đi. Nhưng nói gì thì nói, cũng may người giả miệng huynh là Thôi Ngọc Quý thôi đó. Mai cỡ nào chứ? Ông ta là nghĩa huynh của các căn làm công ở Tùng Nhân Quán của tôi thôi. Cộng thêm ông ta đã nhận bao lì xì của tôi, cho nên mới đánh huynh nương tay một chút. Nếu không thì bây giờ huynh còn nói chuyện được sao? Cho nên suy cho cùng, tôi mới là một nửa ân nhân của huynh. Tất cả cũng tại sư gia bất tài như cô nghĩ ra những cách này làm tôi bị Thái Hậu đánh. Tôi không coi cô là kẻ thù là may mắn cho cô lắm rồi. Im miệng lại đi. Cũng nhờ sư gia bất tài như tôi, sai có cái hay của sai mới có thể giúp cho hoàng thượng và Trương Phi nương nương được ở bên nhau thôi. Cho nên miệng của huynh bị tát rụng răng cũng đáng mà. Đỗ huynh, tối nay trợ gió tôi lấy sẵn mình cho huynh đây. Phục y sĩ, cô cũng ở đây hả? À, phải đó, tôi đang thoa thuốc cho Đỗ Ngự Y thôi đó. Cảm ơn nhiều. Sao ra nông nổi này vậy? Tôi ra nông nổi gì chứ. À, tôi nhận ra cô rồi. Lần trước Hoài Sơn đi coi mắt người ta, cô là người đã tới quán trà gây rối cô. Người này là Lăng cô nương. À, lần trước chỉ là hiểu lầm thôi. Lần này cô tìm tới đây để làm gì? Chuyện là như vậy. Hôm nay tôi đặc biệt tới báo với Bách Hợp, Đỗ Ngự Y ở trong Thái Y viện bận lắm, có rất nhiều bệnh nan y cần huynh ấy giải quyết, cho nên phải ở lại trực ca. Mấy ngày tới chưa chắc có thể về nhà, huynh ấy kêu Bách Hợp đây đừng quá lo lắng. Làm phiền cô Lăng cô nương, bỏ công tới báo với tôi. Thái Y viện thật sự có nhiều bệnh nan y vậy sao? Cần Hoài Sơn giải quyết. Chẳng phải ở Thái Y viện còn rất nhiều người y khác sao? Tại cô không hay biết thôi. Chà, bây giờ Đỗ Ngự Y ở trong Thái Y viện là người rất là nổi tiếng. Cho nên viện sư đại nhân đem tất cả những bệnh nan y giao cho huynh ấy giải quyết. Bây giờ huynh ấy bận tới nỗi luôn cả nhà xí cũng không rảnh đi. Tội nghiệp lắm. Vậy thì Hoài Sơn được trọng thưởng nhiều lắm á. Trời, trọng thương thì không cần nói tới. Ngay cả cúp y như tôi chỉ là xoa bóp cho các nương nương mà thôi, cũng được nhiều người trọng thưởng lắm. Hôm nay tôi cố tình đem tới đây rồi, mọi người coi đi. Nè, tất cả đều là y chi phấn hoa, coi đi. À, Bích Hợp à, cô coi đi, nếu thích thì cô lấy xài đi. Ly Tử à, cô cũng có phần nữa. Em có phần nữa sao? Phải đó, lấy coi thử đi. À phải, Bích Hợp à, từ chối thì ngại lắm, cô nên lấy một chút thử đi. À, Lăng cô nương và Bích Hợp đúng là hợp tính nhau lắm. Nếu người ta không biết sẽ tưởng đâu hai người là tỷ muội nữa. Nè cô ba, Lăng cô nương vẫn còn trong trắng trinh nguyên, sao cô có thể đem những chuyện này ra đùa được chứ? Không sao đâu.
Tôi cũng biết cô chỉ nói đùa thôi, tôi nhận ra mà. Nhưng mà nói gì thì nói, con người của Đỗ Đại Phu đặc biệt như vậy, chỉ có Bách Hợp mới chịu nổi thôi. Nếu tôi lấy nhầm người này, thiệt tình cảm ơn không dám nhận. Trương Phi dọn về danh đài, sao lại như vậy? Mùi vừa nhận được tin tức, liền lập tức hỏi thăm Thu Ngọc Quý và Lý Liên Anh. Nhưng hai người đó giữ kín mọi chuyện, ngay cả muội đưa lì xì cho họ, họ cũng không chịu nhận, không chịu nói gì cả. Thật ra hôm trước Lão Phật Gia đến thăm hỏi Hoàng Thượng, đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao Lão Phật Gia lại để Trương Phi dọn về doanh đài hầu hạ Hoàng Thượng? Nô tài Tiểu Lâm Tử cầu kiến Hoàng hậu nương nương. Nô tài phụng lệnh của Hoàng Thượng, đặc biệt mang điểm tâm thơm ngon của Ngự Thiện Phòng tới, cung thỉnh Hoàng hậu nương nương thưởng dùng. Hoàng Thượng đã lệnh cho ngươi mang điểm tâm tới cho bổn cung thật sao? Dạ phải. Nô tài không biết thì ra Cẩn Phi nương nương đang ở Nghi Dân Quán. Hoàng thượng cũng sai người mang điểm tâm tới Vĩnh Hòa Cung cho Cẩn Phi nương nương rồi. Ta cũng có sao? Ngoài ra tối nay hoàng thượng sẽ thiết yến ở doanh đài, cung thỉnh hoàng hậu nương nương và Cẩn Phi nương nương cùng đến góp mặt. Tối nay toàn là chuẩn bị những món mà hoàng hậu và tỷ thích ăn nhất. Hoàng thượng đã căn dặn tổng quản Ngự Thiện Phòng đích thân chế biến đó. Trương Phi và Hoàng thượng xa cách bấy lâu, cuối cùng bây giờ có thể trở về bên cạnh Hoàng thượng. Có thể nói là chờ mây tan đi thấy trăng sáng. Khoảng thời gian thần thiếp ở Bắc Tam Sở một mình giúp thần thiếp biết được hạnh phúc không phải là tất nhiên. Từ nay Trương Phi phải hết sức cẩn thận. Nếu như tổ tiên phù hộ tiếp tục được mang long chủng, thì nhất định không được để những chuyện sảy thai đó xảy ra lần nữa. Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, thần thiếp nhất định ghi nhớ bài học lần này. Hoàng thượng gia đâu? Mọi người nói chuyện gì vui vẻ vậy? Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Ê, không cần đa lễ, toàn là người nhà mà. Nè, qua đây ngồi. Nè, đi, hoàng hậu ngồi đi, ngồi đi. Ây, nghĩ kỹ lại, cả nhà chúng ta cũng lâu lắm rồi không ngồi ăn cơm với nhau. Hy vọng từ nay về sau, hoàng hậu và cả Cẩn Phi nữa cũng thường xuyên tới danh đài cùng trẫm đầm đầu. Hoàng thượng không sợ có thần thiếp ở đây sẽ làm cho hoàng thượng thêm phiền thêm rối sao? Dạo trước cũng tại trẫm mang bệnh ở trong người, làm cho tính khí nóng nảy, thật sự tội nghiệp cho hoàng hậu và Cẩn Phi. Bây giờ sau khi được Đỗ Trọng dày công chữa trị, sức khỏe của trẫm ngày một hồi phục, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần sức khỏe của hoàng thượng an khang thì là phúc của đại thanh, phúc của muôn dân. Đi một ngày đàng hồng một sàng khung, sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, trẫm cũng hiểu được sự quan trọng của gia hòa vạn sự hưng. Cũng tại trẫm, tới giờ vẫn chưa có con, chưa thể nào giúp cho Ái Tân Giác La khai chi tán diệp để Hoàng A Mã có cháu cận kề. Trẫm thật sự bất hiếu mà. Lòng hiếu thảo này của hoàng thượng nhất định được tổ tiên phù hộ, một ngày nào đó nhất định được như ý nguyện. Xin chào, xin chào. Các căn à, cậu phải nhớ, bây giờ cậu là thị vệ của Dương phủ rồi, địa vị luôn cao hơn các ma ma ở trong cung. Thực tế không cần hành lễ với bọn họ, có biết chưa? Ồ, xin lỗi Dương gia, tiểu nhân không biết phép tắc, không có lần sau nữa đâu. Tại phong tham kiến Dư quý phi, Huệ quý phi. Cả năm không gặp, thuần thân Dương lâu nay vẫn khỏe chứ? Nhờ phúc của Huệ quý phi, tại phong mạnh khỏe vô cùng. Hôm trước nghe nói thuần thân Dương từ đất ý chí về kinh, không ngờ phải đợi đến hôm nay mới có thể có cơ hội gặp mặt. Bẩm Dư quý phi, do tài phong phải xử lý chuyện quan trọng trong Dương phủ, lại phải chuẩn bị lễ vật cho lão Phật gia và hai vị nương nương, cho nên tới ngày hôm nay mới có thể vào trong cung này. À, thuần thân Dương quỳnh thiên dị lắm nha. Lão Phật gia cũng có lễ vật, Dư quý phi cũng có lễ vật, Huệ quý phi cũng có, vậy của Nguyễn giai đâu? Muội cho rằng quỳnh sẽ bỏ sót phần của hảo muội muội đây hay sao? Vậy sao? Còn Ấu Lan, lúc nào Ấu Lan cũng hỏi chừng nào thuần thân Dương về kinh thành. Quỳnh nhớ đừng có bỏ sót người ta nha. À, không gặp một thời gian, không ngờ Ấu Lan đã cao lớn như vậy rồi, trở thành một tiểu mỹ nhân rồi ha. Các căn à. Dạ. Dư quý phi, Huệ quý phi, Nguyễn giai cách cách. Ấu Lan tiểu thư. Đây là gì? Sao có mùi thơm thoang thoảng vậy?
Đây là lọ nước hoa của Tây Dương, dùng nhiều loài hoa tươi khác nhau bào chế thành, tinh hoa phối hợp tạo thành. Chỉ cần xịt một chút trên bàn tay, mùi thơm sẽ tỏa ra ngay, làm cho bốn vị mỹ nhân lớn nhỏ thơm phức suốt ngày, điên đảo chúng sinh. Ai gia từng tuổi này rồi còn điên đảo chúng sinh hay sao? Hi, quệ quý phi, người không cần thôi, có người cần lắm đó. Ít ra vẫn phải điên đảo một người. Ấu Lan ha. Cao dược tổ truyền của Phục y sĩ đúng là kỳ diệu mà. Mới đó mà môi của Đỗ huynh đã khỏi hẳn rồi. Để tôi hỏi Phục y sĩ lấy bí quyết về nghiên cứu cũng hay lắm đó. Nhâm huynh có hứng thú có thể kêu Phục y sĩ lấy chút thuốc về nghiên cứu thử. Nhưng huynh phải tìm người đánh sưng môi cái đã. Vậy thì chưa chắc đâu. Phò Thanh Diệt Dương, diệt hết bọn chúng. Phò Thanh Diệt Dương, diệt hết bọn chúng. Giành lại giang sơn, đòi lại quyền, không giết Tây Dương thề không bỏ cuộc. Không giết Tây Dương thề không bỏ cuộc. Thần công hộ thể, đau thương bất nhập, thiên hạ vô địch. Vậy cũng uống được hả? Thần công hộ thể, đau thương bất nhập, thiên hạ vô địch. Có thật không vậy? Nước bùa đó thực sự lợi hại vậy sao? Uống xong nước Thánh Long Tuyền này có thể trường sinh bất tử, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất thông. Nhậm Nhi, bằng môn tà đạo nhiễu loạn dân chúng, mọi người đừng nên tin chúng, đừng nên tin chúng mà hả, lừa gạt mọi người thôi. Người mới là nhiễu loạn dân chúng. Ta thấy ngươi ngày tàn đã tới rồi, ẩn đường nổi đen. Ta không cần mở thiên nhãn cũng biết ngươi đã bị người Tây Dương yêu ma mê hoặc. Bắt lấy hắn cho ta. Dạ. Làm như vậy? Để ta dùng nước Thánh Long Tuyền trừ ma cho nhà ngươi. Đứng yên, đứng yên. Thả mình ra. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Sao có thể như vậy chứ? Hiệu quả nước thánh trừ yêu diệt ma. 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 Tính sao bây giờ? Lập tức tìm cách cứu người này đi. Nhớ mấy ngày tới đừng thấm nước. Ngày mai quay lại thay thuốc nha. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Đi thông thả ha. Chuyện gì vậy cô? Linh Nhi à, không lẽ con kiếm người như vậy về thay A Căng hay sao vậy? Thất thúc có vấn đề gì chứ? Con coi ông ta đi, đi đứng cũng chậm hơn người ta, tuổi còn lớn hơn cô nữa. Thử hỏi cô làm sao mà dám kêu ông ta làm những chuyện nặng nhọc chứ? Phải đó, đúng là tuổi của thất thúc hơi cao, nhưng mà thúc không chê tiền công thấp, cô ráng chịu chút đi. Phụ bí sĩ à, phụ bí sĩ, cô làm ơn giúp đỡ giùm đi. Chuyện gì vậy? Cô nãy đã uống hoàng hồn đan tổ truyền của học phục chúng tôi, tạm thời có thể giữ được mạng sống. Mau cho người hốt thang thuốc này sắc cho quỳnh ấy uống đi. Thất thúc à, phiền thúc hốt giùm con đi. Ê, thôi đi, để tôi đi cho, cứu người quan trọng hơn. À phải, Quỳnh nói Quỳnh ấy bị đám quyền dân ép uống nước bùa. Đã lý những người kia có uống, tại sao họ không có gì chứ? Lúc nãy tôi thấy sau khi đám quyền dân uống xong nước bùa, tinh thần hưng phấn vô cùng. Tình trạng cũng giống như là y thư có nói, phản ứng khi uống nhầm ngũ thạch tán vậy. Nhưng mà cho dù trong nước bùa thực sự có trộn ngũ thạch tán, không lý nào bị đau chém cũng không sao. Những chiêu trò đó tôi cũng biết nữa là. Mọi người đừng chớp mắt nha. Thức thúc, thúc làm ơn. À. Hả? Cảm ơn. Hai người thấy rồi đó. Phụ bí sĩ, làm sao cũng có thể. Thì ra vấn đề không nằm ở chỗ nước bùa, mà ở chỗ con dao. Đúng vậy, thật ra đây chỉ là chiêu trò giang hồ thôi. Mẹo nằm ở chỗ mũi dao sắc bén, còn lưỡi dao vẫn chưa mài bén, vậy thì làm sao tổn thương được ai? Nghĩa Hòa Đoàn. Khải bẩm Thái Hậu, gần đây cả đám quyền dân của Nghĩa Hòa Đoàn từ vùng đất Sơn Đông tiến thẳng kinh thành, e rằng trước sau gì cũng sẽ ảnh hưởng đến trị an của kinh thành. Cúi xin Thái Hậu hạ chỉ ngăn cản đám quyền dân này vào kinh. Ai già muốn nghe ý kiến của mọi người, các hành có suy nghĩ gì cứ việc đưa ra. Khải bẩm Thái Hậu, thần nghe nói Nghĩa Hòa Đoàn lấy khẩu hiệu là Phò Thanh Diệt Dương. Theo thần cảm thấy, nếu Đại Thanh
có thể sử dụng đám quyền dân này, tin chắc cũng là một lực lượng hùng mạnh vô cùng. Thái hậu, đám quyền dân này phẩm chất phức tạp, kỷ luật lơ là, khó lòng khống chế. Nếu có chút sơ suất gì cũng chỉ bị phản tác dụng, cho nên nhất định phải tiến hành cẩn thận. Lý Trung Đường đại nhân nói rất có lý, có thể nói nước đẩy thuyền đi cũng có thể lật úp thuyền. Chuyện này cần phải bàn tính kỹ lưỡng. Bẩm Thái hậu, Nghĩa Hòa đoàn lấy khẩu hiệu là Phò Thanh Diệt Dương, đủ thấy bọn họ có lòng nhiệt huyết với đại thanh chúng ta. Theo thần thấy, nếu chúng ta từ chối dung nạp họ, có vẻ như không hợp tình hợp lý cho lắm. Tải Phong, Khanh mới từ Tây Dương về kinh, đối với tình hình ngoại quốc Khanh hiểu biết nhiều hơn. Ai gia muốn nghe ý kiến của Khanh. Bẩm Thái hậu, theo như quan sát của thần cho thấy, sự phát triển của người Tây Dương cho dù là kỹ thuật hay là quân sự đích thực tiến xa vượt bậc. Theo tình hình hiện giờ mà nói, thần cho rằng tuyệt đối không nên đối đầu với người Tây Dương. Tuy người Tây Dương thuyền lớn pháo mạnh, nhưng mà quân dân có thể điều động cùng lắm cũng chỉ 4-5 vạn. Chỉ tính đại quân đóng ở kinh thành của Bắc Kỳ chúng ta cũng đã vượt quá 10 vạn rồi. Nếu cộng thêm quyền dân của Nghĩa Hòa đoàn 20-30 vạn người, chúng ta nhất định sẽ có ưu thế để áp đảo được bọn chúng. Hơn nữa cộng thêm đau thương bất nhập của quyền dân Nghĩa Hòa đoàn, ai cũng có thần công hộ thể, chúng ta còn lo sợ gì bọn chúng nữa chứ. Đoan quận Dương, không lẽ ngài tin vào những chuyện quái dị thần công hộ thể, đau thương bất nhập đó sao? Thế gian rộng lớn, chuyện gì cũng có thể có, cho dù đau thương bất nhập cũng có gì lạ đâu chứ. Khải bẩm Thái hậu, từ trước tới giờ người Tây Dương dùng vũ lực cưỡng đoạt đất đai của chúng ta, ép chúng ta ký rất nhiều khế ước bất bình đẳng, dân chúng lầm than ân oán tích tụ cũng đã lâu. Theo thần thấy, bây giờ chính là cơ hội đánh bại nhuệ khí của người Tây Dương, để cho họ thấy quốc uy của đại thanh chúng ta. Nói hay lắm, người Tây Dương không nhận lãnh bài học, e rằng sẽ tiếp tục đặt điều gièm pha đại thanh chúng ta. Bây giờ quyền dân của Nghĩa Hòa đoàn đồng ý Phò Thanh Diệt Dương, ta nhất quyết mượn lực của họ ăn miếng trả miếng với người Tây Dương. Thái hậu anh minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.